Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2 ạ. Nhà anh ở bên quận 12. Nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm thích chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Tại vì chân mặc quần này không đá được. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dãnh dãnh mông này dễ dữ lắm à. Ủa, kỳ vậy. Rồi, xin mời rồi. Rồi, xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971 ạ. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm mình vậy? Đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn là vậy á. À, đó là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga, tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Là tốt đó. Dạ vâng. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ. 3 4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳnh Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm, với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ đó. Vâng, làm dậy tập thể dục với, đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết hút thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục xung quanh bờ sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở có mình mà ta dậy mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến ra. Thuốc mà có duyên á. Thuốc mà có duyên đó nha. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kỳ bằng được, em hút điếu thuốc lào, em nhớ lắm ấy. Thế là cũng bập bẹ hút, hút vào thì nó say lâng lâng, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lâng lâng, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái. Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán, còn cứu ăn được. Còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bơi mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ, dạ. Xôn sông. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ê trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không, không biết bơi nè anh. Dạ, em đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn, không vào thì hỏi cô ấy, cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy, nói
đi ra là chồng của người ta nên ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân đi chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 28, hôm nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm đó. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh. Hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy dạ đó vâng. Không có căng thẳng, không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau không, chứ. Đừng ông Mai. Là không. Dạ em chào anh. Dạ, chào. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mà là do duyên thôi. Để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho nó nhẹ nhàng có, đi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không, bây giờ hỏi thẳng anh đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa, lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao, biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây, ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy tính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ, phải đang tập. Đó, nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy, tao không biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ dạ. Hát dạ, được hết chưa? Bây giờ muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó luôn mà. Tình trường nhà gái tình trường sao? Mình sao nè? Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau. Quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chỉ cũng là học chung cao học với ảnh. Thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay. Rút lui luôn. Dạ, rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác. Mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ lúc mà mình còn trẻ. Dạ, nói chung là cũng đau khổ lắm. Tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên hôm ấy thì em nghĩ lựa chọn cái gia đình. Tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dục dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ. Tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ. Một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy. Biển Tình. Dạ mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn thiếu từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta,
Vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta. Thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Đó, bây giờ Nga hát cho con sao nè? Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được gì luôn, được tiếng hết. Gì cũng được. Dạ, à, tại dạ, à, em chào anh. Ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc rồi anh, bạc hơn anh Quỳnh Linh. Bạc đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu, mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but... Oh, em... Ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái... Đúng rồi. Cái tiêu chí. Tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7. Được. Đó là... Được chị. Được. Ok, Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Lào mới hút thôi. Về bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, người ta mê, người ta thăng hoa, người ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tình? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tình. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi, không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không. Trời. Không mà không mập mập. Ốm ốm đó đúng không dạ, anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay... Thôi, tóc thì không quan trọng. Cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá, không biết có dễ ăn không nha. À, mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay anh Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình? Dạ. Hôm nay Nga đi với anh? À, một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông Mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Ơi chào Nga. Dạ chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. À, xin đọc sách chút. Dạ cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng kỷ niệm anh. À, dạ. Cảm ơn em. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ là cũng không... Em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó. Dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, vậy là không sao đúng không anh? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng cũng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok, ok. Anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào
phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi đó, anh chưa nghe. Y chang vậy, quan điểm hôn nhân. À rồi, quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Thương vậy trời. Anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây trà khô. Đây có trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à? Thế là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha, bỏ được không? Nhắm bỏ được không? Chưa ghiền đâu, mới hút được, và mới hứa thử đi, hứa bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Dễ thương. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Thôi anh cái gì cũng ok hết trơn. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm Mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. À, okay. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, ổn hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, như nào hứa đi. Đời, em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, đứa con trai được, không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát triển đúng hướng. Hướng cho nó ngay. Dạ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói, giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ á. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết vỏ đúng không? Thì ra thử múa về được con. Thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Dạ, em né không à? Tại vì chân mặc quần này không đá được. thử tới đâu không đá được đá. Tới đâu đó, hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ, hít đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe khoắn. Good luôn à. Khỏe đó, cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ lắm à. Ủa kỳ vậy anh. Rồi, đưa rồi, khỏe rồi. Được rồi, khỏe rồi. Được rồi, được rồi, làm tí nữa đi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Không. Rồi, ok. Ổn không? Ổn, ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Nhà to, sợ ma, ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà, thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. À, okay. Nhưng mà máy, thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nó nổ rô đai tí.
Là gì? Thì đó, thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, vậy là không ai check á. Cậu La đây, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh tình, giờ em hỏi nè. Sao? Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm, anh nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn luôn. Được hả? Ồ, oh, good. Món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà lộ đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái biệt chanh hả? Ừ, đó. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây hòn không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội, thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha dạ. Quyết liệt. Đây là lần đầu tiên đến chương trình bên này thì thấy cũng rất là vui. Cũng được làm quen với, cũng được biết tới anh Tình thì đây cũng là, mình nghĩ là đây là cái may mắn của mình mà chương trình đã đem lại. Rất là cảm ơn chương trình. Thế anh cũng là một con người vui tính, kiểu cũng hài hước, chân thật. Đó là cái điều mà mình cảm nhận được. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đúng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đúng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Em sợ phải về, phải tăng trang lại. Cũng được khoảng 70%. Thì nói chung là mình cũng mong là tìm được một người kiểu cũng chân tình, với lại là tử tế, làm cái chỗ dựa vững chắc cho mình. Thì thành ra là mà lại cũng quê nữa. là cũng cảm thấy rất là vui. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói đó. Giờ đúng còn rồi. 20 ngày nữa. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Em suy nghĩ đi anh. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, nhất là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ đó. Hơi nhanh, với lại là cũng hơi bất ngờ vì cái lời đề nghị của anh như vậy. Chắc là cũng sẽ còn mấy chục ngày nữa. Anh nói qua năm đó, còn mấy chục ngày nữa để tìm hiểu rồi xem thế nào. Chỉ là cảm ơn. Chỉ vợ, chỉ lần tay, chỉ hiểu lâu ngày là những kẻ vừa phá.